Em biết rồi. Rồi nhá, cứ quay nhá. Vâng. Đâu rồi? Đây là khuôn mặt man rợn nhất năm. Em đang quay phim đấy. Chúng ta được thể chứng kiến là giải đấu khốc liệt nhất thế giới sắp bắt đầu. Một trận chiến đấu không khoan nhượng giữa các đối thủ. Khiếp. Đần đâu anh? Đùa chuyện gì? Đây quay đâu gì nữa? Đây là con dở nhất câu lạc bộ và cũng là con điên nhất. Chẳng hiểu sao? Đáng yêu nhất câu lạc bộ. Chuyên gia bỏ rơi bạn bè. Quay hay là gì đấy? Quay. Đùa, cầm này 2 tiếng đất. Mình giải vô địch nè. Ui trời ơi, kinh không? Vẽ trưởng đấu còn đánh son nữa. Cái này thì để đây. Nghe mọi người đây. Cái bình nước rồi, không đến nhau. Bình nước đá rồi. Bốn bên trái đất luôn à. Trọng tài. Em thầy. Trời ơi, tóc mới, trời ơi. Hẳn là con biết có xước ở trên đầu luôn. Đánh nhau đấy ạ. Đứng vào tí. Khối nào? Anh Khôi che hết mặt này rồi. Chim ơi. Quay anh chị. Quay anh chim. Làm gì? Anh Nhiên chỉ kém được một chỗ. Quay anh chị. Mẹ, mệt quá. Đừng hai thằng như thế này à. Đấu luôn. Em thầy. Quay được không thầy?
doanh nhân gần vào.